Milan Skriniar, mùa giải 20 Totti bổ sung. Đây có lẽ là một trong những trung vệ mà có rất nhiều bạn phân vân liệu có nên mua về đội hình để sử dụng hay không. Ở vị trí CB thì anh có chỉ số chung là 96, quốc tịch Slovakia và hiện tại đang thi đấu câu lạc bộ Inter Milan ở giải Serie A. Mức lương 19, chiều cao 1m87, cân nặng 80 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 4 và phải 5. Với thể hình như thế này thì tương đối lý tưởng cho trung vệ. Có hai sao kỹ thuật, chỉ số vận gốc bao gồm đánh đầu mạnh. Ở vị trí CB thì Milan Skriniar nổi tiếng ở khả năng kèm người. Tiếp đó là sức mạnh, khả năng xoạc bóng, kỹ năng đánh đầu tuyệt vời, có khả năng quyết đoán cao. Ngoài ra các chỉ số như phản ứng cắt bóng, chuyền ngắn, giữ bóng, nhảy và tốc độ cũng tương đối tốt. Kỹ năng lấy bóng là 98, thể lực là 84, kỹ năng bình tĩnh cao 89. Vậy đây là một trong những trung vệ có tốc độ tốt, có khả năng tăng tốc, cộng với thể hình lý tưởng. Một mẫu trung vệ toàn diện. Chiến thuật đơn khi các bạn để Milan Skriniar chính là công một thủ ba, giữ vị trí và đánh chặn bị động. Skriniar là thành phần của đội tuyển Slovakia đã từng tham dự FIFA World Cup vòng loại Euro. Anh là sự kế thừa của người đàn anh Martin Skrtel, một cựu trung vệ của Liverpool. Skriniar được giới chuyên gia đánh giá là một mẫu trung vệ toàn diện, khi anh sở hữu tốc độ, kỹ năng chơi bóng. Đối với mùa giải 20 Totti bổ sung này thì Ineas có một bộ chỉ số rất đẹp, phản ánh đúng sự xuất sắc của cầu thủ này khi chinh chiến ở Serie A trong màu áo Inter Milan. Trước khi gia nhập Inter Milan thì Skriniar chủ yếu thi đấu cho những câu lạc bộ ở giải vô địch Slovakia. Và khi anh chuyển tới Inter Milan, anh đã trở thành cầu thủ Slovakia đắt giá nhất mọi thời đại, với mức phí chuyển nhượng là 20 triệu euro. Sự có mặt của Skriniar đã giúp Inter Milan trở lại với đấu trường Champions League sau 6 năm vắng bóng. Và để nhớ về Inter Milan thì chúng ta có thể, vừa rồi là một tình huống 0-9 và ghi bàn cực kỳ tốt của Skriniar. Bạn thấy đây là một bộ trung vệ cực kỳ lợi hại, một mái tóc kiểu Mohican mạnh mẽ và quyến rũ. Skriniar có khả năng đỡ bóng bước một và đi bóng rất dính chân, đặc biệt là khi anh tăng tốc và tốc độ thì dường như anh nhanh hơn so với lại chỉ số thực của mình. Tôi quy đây là một mẫu trung vệ rất toàn diện, phòng ngự tốt, xuất sắc với những tình huống cản phá, xoạc bóng, lấy bóng gọn gàng.
và có sự tinh tế. Rất hiếm khi Skinnarc phạm lỗi. Bởi tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình cũng như sự cơ động trong lối chơi. Ở Inter Milan thì ngoài vị trí trung vệ, Skinnarc đôi khi được đồn lên đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự và thậm chí là hậu vệ cánh. Là một mẫu trung vệ nhưng anh có bộ chỉ số chuyền ngắn, chuyền dài tương đối tốt. Sự thông minh trong lối chơi. Một AI cực kỳ nhạy bén. Skinnarc là mẫu trung vệ không ngại đối đầu giáp lá cà và cũng không ngại tốc độ của những tiền đạo giàu tốc độ như em Mbappe hay là Aubameyang. Đây là một trong những mùa giải cực kỳ xịn sò của Milan Skinnarc, mùa giải tốt nhất của anh, mùa giải có thể đưa tên tuổi của Skinnarc đến với các huấn luyện viên. Khi mà ở giải Serie A thì là một giải có nhiều huấn luyện viên cũng không nắm rõ thông tin. Và việc chúng ta không biết tới Skinnarc là một điều rất bình thường. Nếu như với ai đã từng chứng kiến Inter Milan thi đấu trên truyền hình hoặc thực tế thì chúng ta sẽ thấy được sự xuất sắc của Milan Skinnarc. Lại một tình huống đánh đầu. Cầu thủ này cực kỳ lợi hại ở những tình huống tham gia không chín. Với khả năng chọn chỗ, bật nhảy cao và kỹ năng đánh đầu xuất sắc. Khi sử dụng Skinnarc trong đội hình thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta có một trong những trung vệ xuất sắc và có thể gánh team hàng phòng ngự. Khả năng đỡ bóng bước một rất gọn gàng, tốc độ cực kỳ tuyệt vời. Tình huống biểu diễn skill và ghi bàn ấn tượng của CR7. Skinnarc rất năng nổ trong những tình huống hỗ trợ hàng tiền vệ như hàng công. Thì anh không ngại dâng cao. Tuy nhiên khi các bạn để chiến thuật đơn cho anh phòng ngự thì Skinnarc cũng rất đảm bảo vị trí. Đây là một trong những mẫu trung vệ đã gánh team của Inter Milan trong thực tế. Vì vậy trong in-game anh cũng là một mẫu trung vệ có thể gánh team khi vừa thực hiện tốt vai trò phòng ngự cũng như sẵn sàng tham gia vào những tình huống tấn công và thậm chí là ghi bàn. Một khuôn dung in game rất đẹp trai.
Chuyền ngắn, chuyền dài đều rất chính xác. Với việc Inter Milan có Skinner, câu lạc bộ này đã hồi sinh mạnh mẽ, cộng thêm những bản hợp đồng cho mượn từ Manu như Lukaku và Alexis Sanchez, và hiện tại đang là Arizang. Inter Milan đang là một trong đối thủ cực kỳ đáng gờm của Juventus, nơi mà câu lạc bộ đã có sự phục vụ của siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo. Đua tranh danh hiệu Serie A. Có một chiếc vé dự Champions League mùa giải tới. Có thể nói về Skinner thì anh có tố chất thủ lĩnh như một huyền thoại của Chelsea ngày trước, đó chính là John Terry. Khả năng quyết đoán, lãnh đạo, hàng phòng ngự. Trong những tình huống 0-9 thì Skinner thật sự là một con quái vật trên không. Một mét tám bảy, chiều cao thì không có ấn tượng. Tuy nhiên sức bật nhảy và kỹ năng đầu ghi bàn cực tốt, với một cái chân phải có khả năng dứt điểm uy lực, khi nắc có thể ghi được rất nhiều bàn thắng trong những tình huống anh tham gia tấn công. Và thực tế ở như câu lạc bộ Inter Milan và đội tuyển Slovakia thì khi nắc cũng đã ghi được những bàn thắng bằng cả chân và đầu, đặc biệt những cú dứt điểm bằng chân phải của Skinner là cực kỳ lợi hại. Thậm chí có những trận đấu anh được chỉ định sút phạt và những cú ra chân bằng chân phải khi nắc là cực kỳ chính xác. Còn chân trái của anh thì cũng khá ấn tượng. Bạn thấy một tình huống dứt điểm bằng chân trái. Bộ kỹ năng phòng ngự, khả năng phòng ngự xuất sắc, đảm bảo sự chắc chắn. Có Skinner gần như là khung thành được gia cố thêm 50% sức mạnh. Để chấm cho Skinner mùa giải 20 Totti bổ sung này, trí trung vệ mức điểm là 9,5 trên 10. Tự là một mẫu trung vệ rất đáng để các bạn sử dụng đội hình của mình. Và tương lai chắc chắn Skinner sẽ còn xuất sắc hơn rất nhiều so với hiện tại. Bởi anh mới bước vào độ tuổi 25 và đang còn rất nhiều thời gian để trung vệ này trở thành, hoàn thiện bản thân để thật sự đạt được cái tầm đẳng cấp cao nhất của mình.